Xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay thì Tú rất là vui để mà ở đây chia sẻ với các anh chị về một sản phẩm vô cùng đặc biệt và rất là được trông đợi cũng như là chờ đón trong thời gian vừa qua, đó chính là Wellness Aquaglow. Thì đây là một sản phẩm làm đẹp mà chắc chắn là ai cũng muốn sở hữu. Và các anh chị biết không, không phải tự nhiên mà ông bà ta lại có câu là nhất dáng nhì da thứ ba thì mới đến mặt. Và nhiều bạn gái thì tuy là có đường nét gương mặt không quá xuất sắc, nhưng mà nếu mà có một làn da đẹp thì chắc chắn là sẽ rất ưa nhìn. Chính vì thế mà làn da luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu trong làm đẹp. Tuy nhiên thì đối với nhiều người, dù có quan tâm chăm sóc nhưng mà làn da vẫn chưa đạt hiệu quả như mong đợi. Điều này có thể đến từ nhiều nguyên nhân, ví dụ như là khả năng hấp thụ trên da kém, hay là mình có chăm sóc nhưng mà cái cách chăm sóc của mình vẫn chưa đúng và đủ. Và sau nhiều năm nghiên cứu thì các chuyên gia làm đẹp hàng đầu của Oriflame đã nhận ra rằng với những cái tác động từ môi trường sống hiện nay thì cái nhu cầu làm đẹp cũng đã thay đổi, và một làn da đẹp đó là phải đến từ hai yếu tố: đẹp nhìn từ bên ngoài và thực sự khỏe mạnh từ bên trong. Và chính vì thế mà Aqualow đã ra đời với mong muốn đưa làn da của bạn lên tầm cao mới, là một sự gặp gỡ của sức khỏe và sắc đẹp. Chúng ta có thể nhận thấy là trước nay Oriflame thì rất là nhiều và đa dạng về những nhóm sản phẩm cũng như là những cái sản phẩm làm đẹp. Tuy nhiên về Wellness thì chúng ta có những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe nhưng mà chưa thực sự có một cái sản phẩm nào dành riêng cho làn da cả. Và hôm nay thì Aqualow là một cái sản phẩm mà sẽ tập trung chăm sóc riêng cho làn da của bạn, giúp cho làn da chạm đến vẻ đẹp toàn diện cả từ bên trong lẫn bên ngoài, là một cái bí quyết làm đẹp mà chắc chắn là tất cả chúng ta ai cũng đều mong đợi. Và Aqualow chứa đựng điều kỳ diệu như thế nào mà có thể giúp biến đổi làn da của chúng ta một cách tuyệt vời như vậy? Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu các anh chị nhé. Aqualow sẽ giúp đưa làn da lên tầm cao mới, làm đẹp cho làn da từ tận sâu bên trong. Và một điều đặc biệt các anh chị biết không, là Aqualow chứa công nghệ độc quyền Ceramoside đã được chứng minh lâm sàng là sẽ giúp da ngậm nước và đàn hồi, đồng thời giảm thiểu sự xuất hiện của nếp nhăn chỉ trong vòng 15 ngày. Ceramoside là một công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế với những cái phytoceramide, là những ceramide thực vật có nguồn gốc từ lúa mì, và sẽ giúp cung cấp nước cũng như là độ ẩm cho da, làm da trở nên săn chắc đàn hồi và cải thiện nếp nhăn hiệu quả chỉ sau 15 ngày. Và cái công nghệ Ceramoside này các anh chị, nó sẽ củng cố cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da và làm da trở nên tươi sáng và rạng rỡ hơn. Vậy thì hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da là gì? Các anh chị biết là trên da của mình là sẽ cấu tạo bao gồm với 3 lớp: biểu bì, thân bì và hạ bì. Và cái lớp biểu bì là cái lớp ngoài cùng, là cái nơi mà quyết định cái sự mịn màng của làn da. Và trong đó có lớp sừng là cái lớp nằm ở phía trên cùng luôn các anh chị ha. Và nó bao gồm những cái tế bào sừng, hay còn gọi là tế bào da. Nó nằm chồng chất và nó kết dính lại với nhau bởi một cái lớp lipid. Và cái lớp lipid này được ví giống như là cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da. Thì để dễ hình dung, các anh chị có thể là tưởng tượng là những cái giống như một cái bức tường ha. Và những cái tế bào da giống như là những cái viên gạch. Và cái lớp lipid này, cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da, nó giống như là cái lớp vữa, nó sẽ giúp kết dính những cái viên gạch này lại với nhau để tạo nên một cái bức tường kiên cố và vững chắc. Thì cái làn da của mình cũng giống như vậy. Tuy nhiên, dưới tác động của môi trường, là thời tiết, tia tử ngoại, sự thay đổi thời tiết, rồi cái không khí ô nhiễm, thì cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da của mình nó có thể bị tác động, và nó sẽ bị bay hơi, người ta hay gọi là cái sự bay hơi độ ẩm trên da. Và cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da này của mình là nó bao gồm những cái ceramide nè, rồi những cái lớp axit béo, thì nó sẽ tạo một cái giống như là một cái lớp độ ẩm để giúp cái liên kết những cái độ ẩm trên da của mình. Và khi nó bị tác động như vậy thì cái lớp lipid này nó sẽ bị bay hơi, và nó sẽ làm cho da của mình trở nên khô ráp và nó xuất hiện nếp nhăn. Thì các anh chị có thể vào những cái ngày nắng nóng mà mình sờ ở trên da của mình, nếu mà da bị thiếu độ ẩm thì mình sẽ thấy là nó khô và nó bong tróc, thì cái lớp vữa nó không còn nữa để kết dính những cái viên gạch, là những cái tế bào da với nhau, thì cái da của mình nó sẽ không còn mịn màng nữa. Thì cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da nó rất là quan trọng ha, nó củng cố độ ẩm và giữ cho da của mình mềm mại, mịn màng. Nếu như mà da của mình bị thiếu nước một thời gian dài mà không có sự thay đổi thì nó sẽ dẫn đến những cái nếp nhăn và lão hóa xuất hiện từ đây.
hay là khi hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da của mình nó bị phá vỡ, thì cái những cái vi khuẩn bên ngoài nó sẽ tấn công vào trong làn da của mình, nên là mình sẽ dẫn đến những cái hiện tượng ví dụ như da bị nhạy cảm, là khô, kích ứng, nóng rát, khó chịu, hay là mình gặp những cái vấn đề nặng hơn như là viêm da. Cho nên là cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da nó rất là quan trọng, nó là cái yếu tố cơ bản nhưng mà cũng như là thiết yếu, mình cần phải củng cố, tại vì nó sẽ dẫn đến những cái vấn đề da nghiêm trọng khác, các anh chị thấy như là lão hóa rồi nhạy cảm ha, vân vân, thì khi này mình rất là khó xử lý. Chính vì thế cái công nghệ Ceramoside này nó sẽ giúp củng cố cái độ ẩm và nó cung cấp những cái ceramide thực vật, tức là người ta nghiên cứu và người ta nhận thấy là lúa mì nó có những cái ceramide rất là giống với cái ceramide trong cái cấu trúc da của mình. Cho nên cái công nghệ Ceramoside này khi mà mình sử dụng trong Aquaglow thì nó sẽ bổ sung cái độ ẩm và cái những cái ceramide đó để mà nó củng cố cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da, làm cho da của mình sáng khỏe và trở nên săn chắc hơn. Các anh chị nhìn thấy ở trên hình ha, mình thấy là cái tôi có minh họa bằng một cái hình tế bào da giống như một cái quả bóng nước. Mình tưởng tượng khi mà mình đổ đầy nước thì cái tế bào da nó sẽ căng phồng lên, cái quả bóng mà các anh chị thấy là nó có đổ đầy nước thì nó rất là căng và đẹp đúng không? Nhưng mà khi mình đổ hết tất cả các nước ra thì nó sẽ trở nên nhăn nhúm và nó méo mó rất là xấu. Thì cái da của mình khi mà thiếu độ ẩm và thiếu nước thì nó cũng giống như vậy. Những người mà trẻ tuổi, các anh chị thấy da họ có đầy đủ độ ẩm thì cái da họ rất là căng ha. Mình nhìn vô mình thấy nó có cái sự phản xạ ánh sáng căng mịn và mượt mà. Nhưng mà khi da khô, thiếu độ ẩm thì nó sẽ trở nên tối màu, xỉn màu nè, rồi nó thô ráp, sần sùi và nó nói chung là rất là xấu, thì nó sẽ không có mang lại cho mình một cái hiệu quả dưỡng da như mong đợi. Và cái sản phẩm Aquaglow này nó sẽ chứa đựng cái công nghệ đó, sẽ cung cấp nước từ sâu bên trong, không chỉ là bên ngoài nữa. Các anh chị thấy nó cung cấp nước từ sâu bên trong và cung cấp những cái ceramide thực vật á, thì sẽ làm cho cái da của mình trở nên ẩm mịn đàn hồi hơn, củng cố cái hàng rào bảo vệ trên da và ngăn ngừa, quan trọng nó là ngăn ngừa cái sự thoát hơi độ ẩm trên da. Thì đây là những cái thuật ngữ mà các anh chị thường xuyên mình gặp trong ngành mỹ phẩm, thí dụ như là sự bay hơi độ ẩm trên da nè, rồi hàng rào bảo vệ da, skin barrier, là những cái yếu tố rất là cần thiết và quan trọng. Và cái sản phẩm này nó sẽ củng cố cái này và nó làm cho cái da của mình trở nên đẹp hơn, tươi sáng hơn, là đến từ những cái vấn đề mà hồi nãy giờ tôi chia sẻ với các anh chị. Anh chị thấy công nghệ Ceramoside có tác động rất là tích cực đến hàng rào bảo vệ da, là một trong những cái tuyến phòng thủ bên ngoài cùng của làn da, và nó sẽ giúp khóa độ ẩm cũng như là bảo vệ cái tế bào da của mình khỏi những cái tác động từ phía bên ngoài như là ô nhiễm môi trường, không khí vân vân. Và nó sẽ duy trì một cái làn da tự nhiên mịn màng và rạng rỡ ha, củng cố ceramide cũng như là cung cấp độ ẩm. Thì đó là một trong những yếu tố hàng đầu mà mình cần phải lưu ý khi mà mình chăm sóc da. Thì những người mà chăm sóc da mà mình thấy chưa có hiệu quả, hoặc là cái làn da của mình chưa có được như mong đợi, thì có thể là cái hàng rào bảo vệ trên da của mình nó đã bị tổn thương và nó đã bị suy yếu rất nhiều rồi, và cái này là một vấn đề mình cần phải quan tâm và mình thay đổi nó. Và bên cạnh công nghệ độc quyền Ceramoside thì Aquaglow còn chứa lingonberry, là một loại quả mọng ở Thụy Điển và rất là giàu chất chống oxy hóa từ tự nhiên. Và người dân Thụy Điển thì người ta rất ưa chuộng cái loại quả này bởi vì nó rất là tốt cho sức khỏe. Và các anh chị biết không, trong cái môi trường sống như hiện nay thì những khói bụi nè, rồi khói thuốc lá, rồi cái tia tử ngoại vân vân, nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta phát sinh rất là nhiều cái gốc tự do, và cái gốc tự do này nó tác động rất là lớn đến với làn da cũng như là bên trong cơ thể của chúng ta, và nó sẽ gây lão hóa da nè, cũng như là lão hóa những cái bộ phận bên trong cơ thể. Và chính vì thế mà lingonberry là một cái quả dâu dại ở Thụy Điển á, thì một cái loại quả mọng nước, và người dân người ta cảm thấy là trong đó nó chứa rất là nhiều các anthocyanin, là một cái chất chống oxy hóa rất là mạnh mẽ, cho nên là người ta sử dụng hàng ngày trong những cái bữa ăn, ăn sáng, rồi các loại thức ăn mà người ta trộn vân vân. Và cái loại quả này mình được tích hợp trong cái sản phẩm Aquaglow của mình để chi, để nó giúp giảm thiểu những cái gốc tự do là cái tác nhân gây lão hóa da rất là lớn ha. Thì bên cạnh cái việc cung cấp Ceramoside và nước cũng như độ ẩm cho cái hàng rào bảo vệ da, thì nó cũng sẽ ngăn ngừa cái những cái oxy hóa, những cái gốc tự do để tác động đến làn da của mình.
Rồi, và bên cạnh đó thì còn có chứa vitamin C. Thì các anh chị biết là vitamin C thì nó có cái khả năng chống oxy hóa cũng rất là cao. À, và bên cạnh đó thì nó còn có khả năng tổng hợp collagen cho da nữa. Thì collagen là một trong những cái yếu tố mà giúp cho làn da của mình trở nên săn chắc và đàn hồi hơn. Và khi mà sau cái độ tuổi 20 á, thì những cái collagen trong da của mình bắt đầu suy giảm dần. À, và vitamin C sẽ giúp tổng hợp cái collagen, sẽ phục hồi những cái tổn thương về cái sự thiếu hụt collagen trong da. Và chính vì thế mà nó mang lại cái hiệu quả như ban đầu có nói là nó sẽ làm da săn chắc đàn hồi hơn. Và bên cạnh đó thì còn có cái thành phần là vitamin B3, mình hay nghe nói là niacinamide á, thì cái thành phần này nó sẽ có cái khả năng là nó sửa chữa DNA là những cái collagen bị hư tổn. Như Tú có chia sẻ thì trong da của mình là sẽ có cái sợi săn chắc là sợi đàn hồi và collagen, là collagen và elastin. Thì do những cái yếu tố như là tuổi tác nè, rồi tia tử ngoại tác động, thì những cái sợi này á, nó sẽ bị đổ vỡ. Nó là những cái tác nhân nó sẽ chống đỡ cái làn da của mình, làm cho làn da của mình trở nên săn chắc hơn. Thì các anh chị biết nó giống như là những cái mắt lưới á, nó nằm đan xen ở trong cái da của mình ha, như là một cái cột để chống đỡ cái làn da. Và khi mà bị tác động á, thì những cái sợi collagen này nó sẽ bị đứt gãy. Thì mình có thể tưởng tượng giống như là một cái trần nhà mà bây giờ những cái cột nó bị gãy, thì cái da của mình nó sẽ bị xuất hiện nếp nhăn và nó sẽ bị lão hóa, trùng giãn, bị sụp xuống. Thì cái vitamin B3 nó sẽ giúp sửa chữa những cái DNA hư tổn. Và vitamin C thì tổng hợp cái collagen cho da để cho làn da của mình mang lại một cái sự rạng rỡ, săn chắc và đàn hồi nhất có thể. Và như các anh chị có thể thấy là Tú vừa chia sẻ thì Aqualo chứa đựng những cái điều tuyệt vời nhất và nó sẽ giúp biến đổi làn da của mình một cách rất là kỳ diệu. Mình có thể thấy là trong đây có công nghệ ceramoside với những cái ceramide thực vật. Và một phần như vậy á, của Aqualo thì sẽ chứa 30mg ceramoside nè. Quả lingon berry thì là 150mg và vitamin C là 40mg cùng với vitamin B3 là 2.4mg trong một phần sản phẩm. Và một sản phẩm của mình á, là sẽ có được thiết kế với 15 gói như thế này, và mình sẽ sử dụng trong 15 ngày. Mỗi ngày mình sẽ sử dụng một gói. Ở đây các anh chị có thể thấy ha. Và một cái gói sản phẩm của mình như vậy á, là sẽ gồm có 3g, và khi sử dụng thì mình sẽ hòa tan cùng với 200ml nước ha. Và rất là đơn giản các anh chị ha. Mình sẽ sử dụng hàng ngày và mình chỉ cần pha vào nước rồi mình khuấy đều luôn. Đây như thế này. Tú sẽ pha thử để cho các anh chị thấy ha. Và cái sản phẩm của mình thì nó có màu hồng và cái hương dâu, dâu lingon berry á các anh chị, rất là nhẹ nhàng và tự nhiên nè. Rồi thì mình sẽ khuấy đều lên như thế này. Thì một cái sản phẩm nhìn rất là thơm ngon đúng không ạ? Và mình có thể sử dụng bất kỳ ở thời điểm nào trong ngày ha, tốt nhất là vào buổi sáng, nhưng mà nếu như buổi sáng không có thuận tiện cho mình thì mình có thể dùng lúc nào cũng được hết. Rồi đây, hương vị rất là nhẹ nhàng ha. Và không có chứa những cái chất tạo ngọt nhân tạo. Và cái sản phẩm của mình á, là một cái ưu điểm á, là nó sẽ không có những cái hương liệu nhân tạo như là những cái chất tạo ngọt nhân tạo, là chất tạo mùi, và tất cả là đều đến từ tự nhiên hết, cho nên là rất là an toàn cũng như là đảm bảo cái chất lượng khi mà mình sử dụng. Vậy thì mình có thể thấy là sản phẩm của mình rất là thú vị và vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì Aqualo là được thiết kế dành riêng cho ai? Ở đây thì mình có nói là cái sản phẩm của mình là sẽ mang đến hiệu quả trong vòng 15 ngày, cho nên là mình sẽ sử dụng trước những cái dịp vô cùng đặc biệt nè. Tôi ví dụ như là bình thường á, mình muốn tỏa sáng khi mà mình xuất hiện trong một cái buổi tiệc hay là một cái dịp đặc biệt nào đó, hay là mình có những cái event sự kiện quan trọng, thì mình có thể sử dụng Aqualo trước 15 ngày, bởi vì cái công nghệ ceramoside đã được chứng nhận đó là nó sẽ mang đến hiệu quả sau 15 ngày và đã được kiểm nghiệm lâm sàng ha. Và nếu mà bạn muốn là khi mà mình bước vào một cái khán phòng mà ai cũng trầm trồ về làn da của mình thì Aqualo là chính là dành cho bạn. Hay là bên cạnh đó, nếu như mà những cái sản phẩm chăm sóc da hàng ngày mình sử dụng mà mình thấy hiệu quả nó không có được như mong đợi, có thể là nó đến từ cái khả năng hấp thụ trên da của mình kém. Tại sao có những người người ta sử dụng sản phẩm dưỡng da thì người thấy hiệu quả rất là nhanh, nhưng mà những người người ta lại không thấy hiệu quả, thì mình có thể là thuộc cái nhóm đó do cái khả năng hấp thụ trên da kém. Thì cái sản phẩm Aqualo nó sẽ giúp
cho chúng ta bổ sung độ ẩm cũng như là cái sự săn chắc đàn hồi từ phía bên trong, thì cái làn da của mình nó sẽ khỏe mạnh hơn và nó hấp thụ tốt hơn, thì nó sẽ mang lại một cái hiệu quả khác biệt hơn, đưa cái làn da của mình lên tầm cao mới. Thì nếu như mà mình là một trong những cái gặp cái vấn đề đó thì Aqualo cũng chính là dành cho mình ha. Và làn da của mình trở nên khô ráp và xỉn màu, thiếu sức sống bởi vì những cái tác động từ bên ngoài, tia tử ngoại vân vân, và đặc biệt là trong mùa hè thì cái nhiệt độ rất là cao và cả cái không khí ô nhiễm nó sẽ làm cho cái da mình rất là dễ bị mất nước. Thì Aqualo nó sẽ cung cấp và nó sẽ ngăn chặn cái sự bay hơi độ ẩm trên da, nó sẽ giúp làn da của mình thay đổi và trở nên căng mọng hơn. Thì cái đó chính là những cái đối tượng mà mình cần và nên sử dụng Aqualo. Và sản phẩm của mình á, thì sẽ có xuất xứ ở Anh Quốc các anh chị ha. Một cái này á, là tổng cộng là 45 gram, và trong đó thì chứa 15 gói, mỗi gói là 3 gram. Và như cái thông điệp mà Aqualo muốn gửi đến thì sẽ giúp làn da của chúng ta đạt đến tầm cao mới là như thế nào. Mình sẽ chăm sóc da với những cái sản phẩm chăm sóc da của Oriflame từ bên ngoài để làn da có được cái sự mịn màng. Bên cạnh đó thì mình sẽ tăng cường với cái Aqualo này từ bên trong. Thì người ta hay nói là trong uống ngoài thoa, thì như vậy nó sẽ mang đến một cái hiệu quả như là mình mong đợi. Và một cái sản phẩm với nhiều tính năng ưu việt như thế này nhưng mà có mức giá rất là hấp dẫn, chỉ 999.000 đồng thôi. Và một cái sản phẩm làm đẹp với mức giá này thì thực sự rất là ưu đãi và hấp dẫn, bởi vì chúng ta cũng biết là những cái sản phẩm làm đẹp, thí dụ như là cải thiện nếp nhăn rồi tăng cường collagen vân vân, mình có thể thấy ở bên ngoài nó sẽ lên đến vài triệu đồng, nhưng mà với Aqualo thì chỉ có 999.000 đồng thôi, và một liệu trình sẽ mang đến một hiệu quả chỉ sau 15 ngày, bởi vì đây là một cái công nghệ đã được chứng minh lâm sàng và thử nghiệm trên những cái trường hợp thực tế ha. Cho nên chắc chắn là sản phẩm sẽ cháy hàng trong thời gian sắp tới, cho nên là mình hãy nhanh tay để sở hữu cho mình một cái làn da mà mọi người đều trầm trồ khi mà mình phải bước vào các anh chị ha. Thông thường thì đối với một cái sản phẩm như thế này thì chắc chắn là các anh chị cũng sẽ có rất là nhiều thắc mắc và mình muốn tìm hiểu thêm, và Tú đã tổng hợp lại những cái câu hỏi mà mình thường hay gặp nhất để chia sẻ cho các anh chị ha. Một trong những cái câu hỏi mà mình thường hay thắc mắc đó là độ tuổi nào thì mình có thể sử dụng Aqualo, và sản phẩm là được thiết kế và thử nghiệm lâm sàng trên những người trưởng thành, cho nên là sẽ thích hợp sử dụng cho người khoảng ở độ tuổi khoảng 18 tuổi các anh chị ha. Và khi nào thì là cái thời gian tốt nhất trong ngày để mà mình có thể uống Aqualo? Mình uống Aqualo vào buổi sáng thì là tốt nhất, nhưng mà nếu như mà để thuận tiện thì mình có thể uống bất kỳ thời điểm nào trong ngày vì sản phẩm rất là dễ sử dụng các anh chị ha. Và một cái câu hỏi nữa mà cũng thường hay gặp đó là cái mình có thể sử dụng Aqualo khi bụng đói hay không, thì hoàn toàn có thể sử dụng, không có vấn đề gì hết, bởi vì đây là một cái sản phẩm rất là dễ sử dụng mà. Và mình có thể pha chế Aqualo cùng với nước ấm hay là nước lạnh thì được, thì cái sản phẩm này mình sử dụng được và nó ổn định trong cả hai loại nước ấm và lạnh luôn các anh chị ha. Rồi bên cạnh đó thì cũng có một số câu hỏi mà tôi nhận được từ các anh chị, đó là mình kết hợp sử dụng Aqualo với tất cả các sản phẩm wellness khác thì có vấn đề gì không? Thì câu trả lời đó chính là mình có thể kết hợp sử dụng Aqualo với bất kỳ sản phẩm wellness nào. Tuy nhiên nếu như mà mình có dùng những cái sản phẩm mà nó có hàm lượng vitamin C thì khi kết hợp, bởi vì trong Aqualo cũng có vitamin C, thì nó sẽ là có hàm lượng vitamin C cao, cho nên là nó có thể gây khó chịu với một số người có cái cơ địa đặc biệt. Vậy cho nên trong trường hợp này, nếu như mà mình cảm thấy là khó chịu về đặc biệt là ở dạ dày á, thì mình có thể là chia ra, mình tách ra, mình không uống cùng ha. Mình uống Aqualo buổi sáng rồi mình uống cách sau đó khoảng 2-3 tiếng thì mình có thể sử dụng wellness pack chẳng hạn. Thì còn nếu như mà mình không có bị khó chịu thì mình có thể dùng chung, còn nếu mà mình gặp trường hợp đó thì mình có thể tách ra như vậy ha. Một số các anh chị cũng có thắc mắc là Aqualo mang đến hiệu quả sau 15 ngày. Vậy nếu như mà mình ngừng dùng Aqualo sau 15 ngày thì hiệu quả có còn duy trì hay không? Thì để trả lời cho câu hỏi này thì da mất nước, như hồi nãy tôi có chia sẻ trong cái nội dung của mình, là da mất nước là nó đến từ những cái yếu tố tác động từ môi trường,
và tia tử ngoại vân vân, hoặc là cơ thể của mình nó thay đổi do thời tiết thì nó cũng bị thiếu hụt độ ẩm. Vậy cho nên nếu như mà mình sử dụng 15 ngày sau đó mình không sử dụng nữa thì da vẫn sẽ bị thiếu nước và nó cũng sẽ bị tổn thương đến cái hàng rào bảo vệ da. Cho nên là để có một cái làn da đẹp mình cần phải duy trì sử dụng thường xuyên ha, cũng giống như là cái việc mà mình sử dụng skin care hàng ngày vậy đó. Rồi một câu hỏi nữa là mình có thể sử dụng Avalon liên tục và thường xuyên được hay không? Thì như Tú có chia sẻ thì cái sản phẩm này đều được thiết kế để mà mình bổ sung vào cái quy trình dưỡng da hàng ngày của mình, để mà đưa làn da của mình lên tầm cao mới. Thì hàng ngày mình dưỡng da mỗi ngày và đều đặn thì mình uống Avalon cũng giống như vậy ha, cho nên là mình hoàn toàn có thể sử dụng thường xuyên mà không cần phải ngưng như bất kỳ cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe nào khác. Và một cái câu đó là có thể sử dụng khi mang thai hoặc là cho con bú được hay không? Thì thực tế thì cái sản phẩm này đã được kiểm tra lâm sàng trên những người khỏe mạnh và không phải là phụ nữ mang thai, cho nên là những người mà mang thai thì mình nên hỏi ý kiến bác sĩ, nó cũng sẽ dễ dàng cho mình hơn. Và một câu hỏi nữa đó là cái sản phẩm Alcalo của mình thì có thích hợp sử dụng cho người bị bệnh tiểu đường hay không? Thì cái sản phẩm của mình đó là không có chứa cái chất tạo ngọt từ tự nhiên, và cái chất tạo ngọt trong cái avocado của mình là đến từ stevia, là một cái loại lá cây ha, và nó có cái độ ngọt cao gấp nhiều lần so với cái chất tạo ngọt thông thường, nhưng mà nó lại không có gây ảnh hưởng đến đường huyết. Và cái điều này đã được chứng nhận bởi cái hiệp hội IFSA, là một cái hiệp hội an toàn lương thực ở châu Âu, và hiệp hội này người ta cũng đưa ra một cái tiêu chuẩn đó là ADI, là cái tiêu chuẩn về những cái chất phụ gia mà mình có thể tiêu thụ trên những cái thực phẩm ăn uống hàng ngày cho mỗi ngày. Và cái con số này được đưa ra là thí dụ như một EDA thì nó nằm ở khoảng 4 mg, và với một người mà có thể trọng, tôi ví dụ ha, một người có thể trọng khoảng 70 kg thì mình lấy 70 mình nhân cho 4 thì là sẽ được 280 mg. Nhưng mà cái sản phẩm này của mình á thì cái hàm lượng cái chất phụ gia và cái độ tạo ngọt đó thì nó chỉ có 7.5 mg thôi, thấp hơn rất là nhiều so với cái hàm lượng mà cho phép, cho nên là nó sẽ hoàn toàn không có gây ảnh hưởng đến đường huyết. Tuy nhiên đối với những cái người mà có bệnh lý á, thì lời khuyên ở đây là mình nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng, bởi vì người ta có bệnh lý thì người ta sẽ dùng kèm với những cái loại thuốc khác nữa, cho nên á, là tốt nhất là hỏi ý kiến bác sĩ. Nhưng mà chỉ có một điều khẳng định là cái alcalo của mình nó sẽ không có gây ảnh hưởng đến cái lượng đường hoặc là ảnh hưởng đến cái đường huyết của mình ha. Và một câu hỏi cuối cùng, nãy giờ mình nghe nói là alcalo được thiết kế dành cho làn da của các chị em phụ nữ để đưa làn da phụ nữ lên tầm cao mới, vậy thì nam giới có thể sử dụng được hay không? Mặc dù khách hàng mục tiêu của sản phẩm là phụ nữ, nhưng mà nam giới mình vẫn có thể sử dụng sản phẩm này, bởi vì sao, nó sẽ củng cố cái hàng rào bảo vệ độ ẩm trên da, thì độ ẩm là làn da nam hay nữ thì mình cũng cần hết, cho nên là nam giới mình cũng hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm này được các anh chị ha. Và các anh chị ơi, Alcalo thực sự là một sản phẩm rất là tuyệt vời, sẽ là một cái sự kết hợp giữa sức khỏe và sắc đẹp, giúp làn da của chúng ta đạt được một cái vẻ đẹp ở tầm cao mới. Cho nên là chị em nào hoặc là những người nào mình đang có nhu cầu để thay đổi làn da của mình một cách kỳ diệu trong vòng 15 ngày thì hãy sử dụng sản phẩm ngay từ hôm nay để thấy cái sự thay đổi tuyệt vời đến từ sản phẩm Alcalo các anh chị nhé. Rất cảm ơn các anh chị đã chú ý theo dõi, và nếu như mình có câu hỏi hay thắc mắc nào thì mình hãy để lại comment, tôi sẽ giải thích cho các anh chị được rõ ràng. Xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi livestream tiếp theo ạ.